ơi, các bạn có biết không, một món ăn đang cực kỳ hot trên các mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, các bạn biết là gì không? Các bạn có biết không? Nhưng mà tớ biết đấy. Là gì? Đó chính là món chè Trang Hy. Các bạn ăn thử chè Trang Hy chưa? Và hôm nay là chúng mình ngày đầu tiên, lần đầu tiên ăn thử món chè này. Và chúng mình đã đặt 4 cốc ở đây. Đúng rồi, ở đây thì có rất là nhiều cốc các vị khác nhau đấy. Thế vì sao chúng mình chỉ đặt 4 cốc không? Tại vì hết chè mất rồi. Đúng rồi, món chè này rất là hot mà mình đặt vào buổi sáng, hình như là chè chưa nhập về hay sao ấy. Thế nên còn đúng 4 loại này thôi các bạn. Và 4 loại này lần lượt đó là các loại chè. Đây chính là chè không bạch nè. Còn đây là chè xương sa hạt lựu sầu riêng. Đây là chè tàu hũ chân trâu đường đen. Còn đây là chè khoai dẻo bánh flan. Mình biết là trong cái quán chè này thì có rất là nhiều chè hot nữa, nhờ mình chỉ đặt được 4 loại này thôi. Ăn thử 4 loại đã, ngon thì mình đặt tiếp đúng không? Ngoài ra ấy, thì đặc biệt mọi người chỉ nhớ đến món chè, nhưng hôm nay thì mình cũng đã đặt được thêm một món ăn vặt của quán chè Trang Hy, đó là bánh gà. Nhìn cũng khá là hấp dẫn đấy. Bây giờ mình ăn chè luôn đi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức món chè thử xem nào. Vì sao món chè này lại hot nổi dần dần như thế? Mình tôi nghĩ là thử. Có thể là hot là bởi vì chè này rất là ngon. Mà chắc chắn là ngon thì mọi người mới mua nhiều, nên là chỉ có ít món này nên mình mới đặt được con gì. Chắc chắn là ngon, nhưng mà thật ra là cũng không biết đâu. Vì trên TikTok bây giờ lại có rất là nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người chê, có người khen, mà đặc biệt bây giờ chê rất là nhiều. Nhưng mình không hiểu vì sao bắt mắt như thế mà lại chê. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Ok, bạn ăn cái nào? Tớ ăn cái... Đây, tàu hũ chân trâu đường đen đấy các bạn. Tớ thì tớ sẽ ăn chè sầu riêng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử ăn món chè xương sa hạt lựu sầu riêng. Ở trên này thì có một túi sầu riêng nhỏ nhỏ này. Còn đây là chè trong này, mình sẽ mở nhé. Wow, nhìn cũng khá hấp dẫn mà. Đây này. Hấp dẫn nhưng mà mình phải còn thử ăn nữa chứ. Đây. Uầy, nhìn xem lại, để xem là có gì ở trong cốc chè xương sa hạt lựu sầu riêng này các bạn nhé. Đây, có rất là nhiều topping luôn. Này, đó, có thạch này, rồi là có sầu riêng nè. Nhưng mà tôi đã cho sầu riêng vào đâu? Nhưng mà cái này giống sầu riêng các bạn ạ. À, có thể là đậu xanh. Có thể là như thế, thì có rất là nhiều loại hạt lựu luôn. Đây. À, hình như là có mít luôn các bạn ạ. Đây, có mít luôn. Giờ mình sẽ cho túi sầu riêng này vào. Sầu riêng thì tôi nghĩ là không phải bạn nào cũng ăn được đúng không? Vì là mùi sầu riêng là khá là mùi này. Nhưng mà với tớ thì tớ rất thích ăn sầu riêng. Tớ có thể ăn hết được một quả sầu riêng đấy. Sầu riêng cho vào chè. Ok. Mình thì mình hơi bị viêm họng nên là mình không ăn được đồ lạnh quá các bạn ạ. Nên là mình sẽ không cho đá, mình ăn luôn như thế này. Mời các bạn cùng ăn chè nhé. Tớ thấy không cho đá cũng không sao đâu. Tại vì tớ thấy quảng cáo Trang Hy, chè Trang Hy này thì thường thường là sẽ ít ngọt đấy. Mời bạn Hà nhé. Để ăn thử xem nào. Ngon mà. Tớ sẽ thử ăn thử hạt lựu các bạn nhé. Có một hạt rất là hay nhá. Khi mình cắn vào thì giống ăn kiểu giống như kẹo nổ được vỡ ra các bạn ạ. Ăn khá là ngon. Đây là thạch nè. Hình như là thạch dứa hay sao á. Chè Trang Hy là chè sáng tạo, thế nên là thạch rất là nhiều á. Loại chè nào cũng có cho nhiều thạch. Cái này lúc nãy tớ nghĩ là sầu riêng, nhưng mà hình như đây là cái đậu xanh các bạn ạ. Đậu xanh này. Đậu xanh vào thì sẽ thơm đúng không? Đúng rồi. Bạn Tuyết ăn thử quán khác loại chè này chưa? Tớ có được ăn loại chè sầu riêng này rồi, nhưng mà tớ ăn ở chè sầu riêng. Thực ra thì tớ thấy cái nào cũng ngon như nhau thôi các bạn ạ. Tại vì tớ chỉ cần là chè sầu riêng thôi là tớ đã thích ăn rồi. Cốc tàu hũ chân trâu đường đen, cốc này có giá 30.000 các bạn. 30.000 với giá mặt bằng chung thì là cũng bình thường. Hầu như chỗ khác cũng bán tầm 25-30.000 rồi. Tớ cũng thấy là như vậy đấy. Tàu hũ chân trâu đường đen đúng không? Mình thấy là để ở bát thì rất là đẹp đúng không? Nhưng mà mình mua về có những cái hộp này luôn thì nó sẽ bớt đẹp đi. Nhưng mà tớ nghĩ là vẫn đẹp thôi. Bạn thử nhấp đi xem nó có tàu hũ không nào. Đây là thật à? À, có thật này, có thật này. Đây là tàu hũ đây. Nhưng mà ý là tớ bảo ra qua cửa hàng ấy thì nó bày trí nó sẽ đẹp hơn. Ở nhà mình kiểu cái cốc này này, nó không thể nào đẹp được. Nhưng mình sẽ ăn thử cho ngon không? Bạn thử ăn xem nào. Sao? Theo cảm nhận của bạn thì thấy như nào? Tớ rất là thích ăn tàu hũ. Nhà cô tớ cũng bán chè. Những cốc này chắc là tầm giá tầm 20-25 nghìn. Hoặc là 25 nghìn thì đấy. Tớ lâu không ăn chè nhà cô thì tớ cũng quên giá rồi. Nhưng mà có vẻ ăn này cũng ngon. Nhà cô tớ làm ăn ngon nhá. Và công tâm mà nói thì cái món này ăn cũng được. Và đâu đến mức mà phải cũng đâu đến mức phải chê đâu. Cũng có thể mình thấy độ ngọt nó cũng vừa phải thôi. Cũng không phải ngọt quá đâu. Vì mình còn chưa cả cho đá nữa.
Thật ra là mình không có nhận quảng cáo hay không gì đâu, mình cũng chỉ là ăn theo thực tế. Tại vì mình ăn các quán cũng chỉ là ăn bình dân thôi. Ví dụ quán nọ quán kia, có thể quán vỉa hè mình vẫn ăn. Thật ra là nó cũng tương tương như nhau. Bây giờ tớ sẽ thưởng thức chè khúc Bạch Trang Hy các bạn nhá. Ở đây thì cái cốc này thì có giá là 35.000 các bạn ạ. Bây giờ để ăn xem là có ngon không nào. Uầy, nhìn này các bạn ơi, ở trong này thì có rất là nhiều topping kiểu vuông nè. Đó, giống như kiểu là đậu phụ vậy các bạn ạ. Mình múc lên cho các bạn xem nhé. Đây, nhìn ngon không các bạn? Ở trong này hình như là có cả hạt é nữa. À, các bạn biết gì đây không? Đây là quả nhãn nè. Mình sẽ cho cái này vào để cho là thơm và ngon hơn nữa. Đây. Tên đèn, thơm quá các bạn ơi. Mời các bạn ăn chè khúc Bạch nhé. Mình sẽ ăn thử cái này đi. Cái này mình giống hệt, cảm giác là giống hệt với đậu phụ luôn. Không phải đậu phụ đâu các bạn ạ. Giống như bánh á, dẻo dẻo. Wow. Thử ăn nào xanh nhá. Bạn thử ăn cái này đi. À, tớ xem nào. Nhưng mà tớ cảm thấy cái chè khúc Bạch này thì hơi ngọt các bạn ạ. Hơi ngọt á? Này cho thêm đá vào. Nhưng mà tớ đang bị viêm họng nên là tớ không ăn được đá nên là hơi ngọt. Nhưng mà chè khúc Bạch thường thường là chắc là mình sẽ ăn lạnh ngon hơn, còn cho đá vào nó cứ kiểu sao ấy nhỉ? Nhưng mà cái này cũng lạnh rồi. Có thể là tùy theo khẩu vị của tớ thì thấy hơi ngọt thôi. Đúng rồi, ra là tùy theo khẩu vị của mình mà. Thế bây giờ tớ sẽ thử này. Nhìn này, ở trong này có hạt é này. Hạt é thì ngon đúng không? Nhờ bé quá, hạt é này giống hay là thanh long nữa các bạn. Bây giờ tớ sẽ phải ăn thử cốc chè này. Cốc chè này đó là chè gì ta? Chè khoai dẻo bánh Phần Lan. Cái chè này có giá là 35.000. 35.000 thì cũng được đúng không? Bằng cốc này. Nhưng mà chè khoai dẻo này tớ nghĩ là ở những quán bình thường chắc là giá tầm 25.000 gì đấy. Nhưng mà đây có quán này thật ra trang trí rất là đẹp, mà đây là một cái thương hiệu rồi, thế nên là 35.000 cũng là điều đương nhiên. Các bạn thử ra xem, thử xem ở trong đấy có ấm thật không. Bây giờ tớ sẽ thử cái này xem thế nào nhá, thử xem có ngon hơn là chè khúc Bạch của tớ. Lại có cái caramel đấy. Ở trong này thì có rất là nhiều cái đây chắc là thạch hay là khoai dẻo, chắc là nghĩ đây là khoai dẻo này. Bánh khoai dẻo mà. Đúng rồi, đây bánh khoai dẻo, còn đây là một cái miếng bánh caramel. Đúng rồi, Phần Lan caramel á, đúng rồi. Đây là có những cái viên chân châu này, chân châu nhỏ, chân châu to này. Với cả thạch đen thì phải. Đúng rồi, thạch đen đúng. Mình thấy là có rất là nhiều, cực kỳ có nhiều khoai dẻo nha. Mà đây là món ăn sáng tạo mà nên tôi nghĩ là ở đây chắc là sẽ nhiều khoai dẻo. Giờ mình sẽ ăn thử cái miếng khoai dẻo xem là nó sẽ như thế nào nhá. Ok. Sao nè, ngon không? Cái này giống như trà xanh á. Chắc là vị trà xanh đấy. Đúng rồi, cái này giống như vị trà xanh á. Trà xanh thì tôi không biết ăn đâu. Cái tớ thêm xem tìm cái vị khác nào. Đây là một miếng màu đỏ này, màu cam này. Này thì là vị gì ta? Chưa cảm nhận ra hả? Nope. Không cảm nhận ra. Chắc là giống như khoai gì đấy, chắc là có thể là khoai lang các bạn ạ. Chắc là vậy đấy. Và bây giờ nó sẽ làm miếng bánh flan xem nào. Khoai lang này cũng đâu có quá ngọt đâu. Cái này tớ thấy cái món này ăn cũng được mà. Thế theo hai cốc chè mà ăn lúc nãy á, thì bạn thấy hai cốc đấy thì cốc nào ngon hơn? Nếu mà hai cốc đấy mà so sánh ạ, Tớ thích ăn cái tàu hũ chân châu đường đen hơn. Thế cái đấy tại vì tớ rất là thêm tàu, thích ăn kiểu tàu hũ vì ăn nó mát. Nhưng mà cái này tớ thấy cũng khá là hấp dẫn đấy. Cái này hấp dẫn nhưng mà tớ thấy cái khoai này tớ ăn thấy không ngon lắm. Thế có thể là có do khẩu vị của mình không thích ăn cái khoai này. Mấy cả có quá hết nhiều cái hạt chân châu này đi. Này, nhiều cái chân châu này, mình không ăn chân châu đâu, giật không thích một chút nào cả. Nhưng mà nói chung thật ra là cũng nếu mà để mua thì ra trong một quán chè ấy, cũng sẽ có chè nọ, chè kia, có chè này ngon hơn, và cái kia thì bình thường đúng không? Còn theo khẩu vị của mình, có thể là cái này mình thấy ngon, cái khác người khác lại không thấy ngon chẳng hạn, nên mình cũng không biết đánh giá đâu cả. Tôi ăn cái này ngọt quá các bạn ạ. Đá ở đây có một bát đá chuẩn bị thêm không ạ? Lạnh lắm nhưng mà tôi không ăn được. Thực ra thì quán chè cũng rất là chu đáo mà chuẩn bị rất là nhiều đá cho mình luôn. Gửi đến luôn mà. Thế là mình thấy cái chè Trang Hy mà đang hot rầm rộ, mình nghĩ chắc là do cái cách marketing của chị Trang Hy á. Kiểu chị rất là tự tin về cái thương hiệu chè của chị ý.
Cái đấy là một marketing rất là hiệu quả thôi. Và chính vì cái marketing hiệu quả như vậy á, thành ra là rất là nhiều hot tiktoker đi đến rồi review, rồi rất là review thì theo khẩu vị của mỗi người mà, tất nhiên là sẽ có người đánh giá chê, người đánh giá khen, nên là chuyện bình thường. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình sẽ ăn món chè này chè kia, như cái món chè tàu hũ chân châu mình thích hơn, gốc này mình không thích lắm, thì đấy là đánh giá cá nhân của mình thôi. Mỗi người một vị. Nếu mà các bạn muốn biết xem là cái chè này có ngon hay không thì theo tớ nghĩ là tốt nhất mình mua về ăn để xem đấy là nó có mà ngon hay không. Mua về ăn mà để so sánh các quán khác thì mình phải mua đúng là cái món chè này của quán này, rồi lại mua quán kia, mình mua mấy loại liền luôn thì mình mới so sánh được là quán này thực sự là có ngon hay là không. Ok. Và bây giờ tớ rất là muốn ăn bánh gà rồi. Bây giờ mình ăn luôn đi. Từ lâu nay tớ muốn ăn bánh gà lắm rồi các bạn ạ. Tại vì nhìn món bánh gà này rất là thơm nhá, mà kiểu còn nóng á, mình cảm giác là cắn vào một cái giòn rụm luôn á. Khi mà hôm nay tớ rủ bạn Tuyết ăn là ăn chè không, có chè Trang Hy đang rất là nổi tiếng, mình ăn đi xem có ngon hay không. Bạn Tuyết bảo là có đồ ăn vặt hay không, phải cho tớ đồ ăn vặt tớ mới ăn chè. Tại vì bạn ấy thích ăn đồ ăn vặt hơn, còn chè bạn Tuyết thì không thích ăn lắm. Tớ rất là thích ăn đồ ăn vặt. Nào mà cho tớ xin ít tương ớt vào đây nào. Đây, cho vào đây. Nhưng mà nhá các bạn nhá. Cho nhiều mới đó. Bọn tớ biết là bọn tớ ăn hẳn 4 cốc chè liền. Thế nên là bọn tớ chỉ bảo nhân viên là cho mình 2 cái bánh gà thôi. Nhưng mà các bạn biết không, nhân viên mang đến cho mình hẳn 2 túi gà các bạn ạ. 2 túi gà không phải 2 cái gà đâu, mà mỗi túi gà là 5 miếng gà như thế này. Vậy là 10 miếng gà cho mình, tất cả cho 2 đứa này ăn. À có thể nào mà đem một túi này là đã theo set luôn rồi không? Mình không biết là theo set hay không, hay là kiểu chắc là bạn nhân viên nghe nhầm hay sao ấy. Thì cho mình hẳn 2 túi 10 cái luôn, trong khi đó mình chỉ muốn gọi 2 cái thôi. Bọn mình chỉ được ăn được như thế, không được ăn được hơn luôn đó các bạn. Nhiều các bạn ạ. Đây bây giờ mình sẽ thử ăn bánh gà nhá. Cũng nhòm ấy. Bánh gà là bọn tớ ăn nhiều nơi đấy các bạn. Nhưng có kinh nghiệm ăn gà đấy. Nhưng mà tớ thấy cái bánh gà này hay này là nó to hơn cái bánh gà ở chỗ mà tớ hay ăn. Cái ăn này giống như kiểu Lotte AI ấy. Ăn gà trong Lotte AI ấy hả? Ăn cũng ngon hả? Ngon mà. Thấy ngon. Bên trong là sẽ có gà các bạn nhá. Đây. Thấy ngon bên trong kiểu gà hả? À ôi nhìn. Ngon. Các bạn mà vào quán Trang Hy thì cứ gọi được chè không biết có gọi không, nhưng mà các bạn cứ gọi thử bánh gà này. Tớ nghĩ bánh gà này sẽ ngon. Nhưng mà tớ nghĩ rằng nếu mà các bạn đã đến với quán Trang Hy thì nghĩ kiểu gì các bạn cũng sẽ phải thử ăn chè. Đúng không? Đúng rồi. Mà một khi các bạn mà bị lôi kéo đến đấy cùng mà không muốn ăn chè thì hãy ăn đồ ăn vặt. Mà bánh gà này là một cái sự lựa chọn rất là sáng suốt, mình ăn thấy ngon đấy các bạn. À ở trong này còn có cả nhân là ngon nữa này các bạn nhé. À là ăn nó sẽ không bị ngấy. Ừ đúng rồi. Mình có cho rau củ quả vào cùng những cái món mà thịt đó, mà nó sẽ không bị ngấy. Thôi video của chúng mình cũng tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem, với các bạn. Bye bye.